Mẹ năm sinh chạy Grab lặng người khi nghe kẻ sát hại con mình khai tội. Ngày 30 tháng 6, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa bị cáo Đinh Văn Giáp, sinh năm 1995 và Đinh Văn Trường, sinh năm 2000, cùng ở huyện Văn Chấn, Yên Bái, về tội giết người và cướp tài sản. Nạn nhân vụ án này là anh Nguyễn Cao Sang, sinh năm 2001, quê Thanh Hóa, sinh viên năm thứ nhất một trường cao đẳng ở Hà Nội. Được biết, do cuộc sống khó khăn nên nam sinh này phải chạy Grab để trang trải và đã bị sát hại dã man. Ngay từ sớm, người mẹ bất hạnh của Sang đã mếu máo ôm di ảnh của con đến tòa. Bà lặng người ngồi nghe lời khai tỉ mỉ của kẻ đã sát hại con mình. Theo hai bị cáo, ngày 20 tháng 9 năm 2019, Giáp và Trường rủ nhau đi từ huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái xuống Hà Nội chơi. Tới nơi, cả hai thuê trọ tại khu vực bến xe Mỹ Đình và đến quán Internet ở Nam Từ Liêm để chơi game. Đến khoảng 13 giờ ngày 26 tháng 9 năm 2019, do hết tiền nên hai bị cáo rủ nhau ra bến xe Mỹ Đình tìm xe ôm để cướp tài sản. Khoảng 20 giờ ngày 26 tháng 9 năm 2019, hai người đi bộ ra khu vực cổng chính bến xe Mỹ Đình, thuê lái xe ôm là anh Nguyễn Cao Sang chở đến khu vực phường Cổ Nhuế, gần trường Học viện Cảnh sát Nhân dân. Anh Sang đồng ý chở Giáp vào trường đi với giá 60.000 đồng. Trên đường đi, Giáp nhiều lần nói rằng cả hai người đều đang hết tiền và xin địa chỉ của Sang để quay lại trả tiền sau. Tới đây, đột nhiên chiếc xe bị chết máy. Anh Sang dừng lại để sửa ắc quy, cố để xe một vài lần nhưng không được. Lúc này, lợi dụng tài xế Grab không để ý, Giáp rút dao bấm trong túi sách rồi đâm vào gáy nạn nhân. Bị tấn công, nam sinh buông xe máy bỏ chạy. Giáp khai, bị cáo cầm dao đuổi theo đâm 5-6 nhát vào người Sang. Nạn nhân cố vùng dậy, bỏ chạy thêm được khoảng 70m thì ngã gục xuống đường và tử vong. Theo lời khai của Trường, sau khi gây án, cả hai lấy xe máy của anh Sang chạy thẳng về Yên Bái. Trên đường chạy trốn, bị cáo vứt dao gây án ở dọc đường. Được biết, bố mẹ hai đối tượng này đã ly hôn hơn 10 năm nay. Bố Giáp suốt ngày rượu chè khiến các con phải ở nhà với ông bà nội, hai anh em không được đi học. Năm 2013, Giáp từng đi tù về tội mua bán người. Khi đối tượng đang thụ án thì em trai cũng bị đi tù về tội trộm cắp tài sản. Dự kiến, hội đồng xét xử sẽ tiến hành tuyên án hai bị cáo Đinh Văn Trường và Đinh Văn Giáp trong ngày 30 tháng 6.